Chào mừng quý vị và các bạn đến với kênh Win Win Việt Nam hôm nay 22 tháng 4 năm 2020. Chúng ta đã bước sang ngày thứ 6, không có một bệnh nhân mới nào nhiễm virus corona, đó là một tin rất là đáng mừng. Chính phủ cũng quyết định chúng ta sẽ sống chung an toàn với virus corona. Và đây là một khái niệm tôi nghĩ rằng cũng không có gì là mới cả. Chúng ta đã từng sống chung với lũ. Nó cũng mang theo một tính chất kiên trì, bền bỉ và kiên quyết của người Việt Nam trong các cái cuộc chống giặc ngoại xâm. Đó là trường kỳ kháng chiến, nhất định thắng lợi. Và có lẽ đây sẽ là một cuộc trường kỳ kháng chiến. Tới 6 ngày nay rồi, chúng ta không có những ca nhiễm mới. Thưa quý vị và các bạn, nói đến tháng 4 lịch sử thì chúng ta, mỗi người, không ai không có một cảm xúc của riêng mình. Chúng ta cũng đã kịp đến với 30 tháng 4 bằng một hành trình từ hàng trăm năm trước. Đó là các hiệp định mà Việt Nam ký với nước ngoài về vận mệnh của mình. Đó là các chiến dịch trong các cuộc kháng chiến bảo vệ đất nước. Và chúng ta cũng đã kịp đến với những chiến dịch mùa xuân 1975. Đó là ba chiến dịch lớn: chiến dịch Huế Trị Thiên, chiến dịch Tây Nguyên 1975, chiến dịch Nguyễn Huệ, hay còn gọi là chiến dịch miền Đông Nam Bộ, và cuối cùng là chiến dịch Hồ Chí Minh. Trước đó là hai chiến dịch nhỏ nhưng mang tính quyết định rất lớn, chiến dịch Phan Rang Xuân Lộc. Cùng với các chiến dịch quân sự thì chúng ta cũng đã tìm hiểu về con đường vận lương tải đạn chở quân, đường huyền thoại Trường Sơn. Trong đó có một con đường huyền thoại trong huyền thoại là đường ống xăng dầu. Thưa quý vị và các bạn, câu chuyện về đường ống xăng dầu là một kỳ tích của Việt Nam. Và cũng rất là tiếc, trong buổi làm việc trực tuyến với Thiếu tướng Hoàng Kiền thì âm thanh của chúng ta không được tốt, chất lượng của video có thể khiến cho người theo dõi hơi khó khăn. Và tôi cũng kêu gọi các bạn hãy cố gắng nghe để chúng ta có thể hiểu được. Bởi vì thông tin trong video clip về đường ống xăng dầu là những thông tin mà không phải chúng ta ai cũng có thể tìm được và không phải là lúc nào cũng có thể biết được. Trong video phỏng vấn Thiếu tướng Hoàng Kiền về tình hình quân sự thì chúng ta có 3 nội dung chính. Một là đường mòn Hồ Chí Minh, trong đó đường ống xăng dầu được coi là huyền thoại của huyền thoại. Tiếp đến là Gạc Ma. Video về Gạc Ma tôi cũng đánh giá rất cao những tư liệu ở trong đó. Không phải lúc nào chúng ta cũng dễ dàng tìm được những tư liệu như vậy. Mặc dù âm thanh rất là khó, nhưng tôi cũng kêu gọi các bạn hãy cố gắng theo dõi để cùng hiểu được nội dung của video. Nội dung thứ 3 là đường tuần tra biên giới. Với một cái chiều dài biên giới khá là dài của Việt Nam, tiếp giáp với 3 nước láng giềng là Trung Quốc, Lào, Campuchia, đường tuần tra biên giới mang một ý nghĩa rất quan trọng. Chúng ta biết rằng cọc mốc thì có thể di chuyển được, nhưng con đường thì không thể di chuyển được. Nội dung này tôi nghĩ rằng nó rất mới, hoàn toàn mới, và nó cũng cực kỳ quan trọng. Cho nên với cái chất lượng âm thanh của video thì chúng ta sẽ tạm dừng lại và sẽ tìm hiểu nó trong một cái điều kiện thuận tiện hơn để có thể trực tiếp chuyện trò với nhau, thu âm để quý vị và các bạn cũng như tôi có thể tìm hiểu về con đường tuần tra biên giới này. Và tôi hy vọng rằng một ngày không xa chúng ta sẽ được xuyên Việt bằng con đường biên giới, giống như một người chiến sĩ tuần tra, cũng giống như một người chủ đất đi tuần tra mảnh đất của mình. Hy vọng ngày đó không còn xa. Thưa quý vị và các bạn, trong nội dung hôm nay tôi muốn trao đổi 2 vấn đề. Thứ nhất, về một tác phẩm sẽ phát tiếp theo sau đây. Và thứ hai, về tâm sự của một vài người bạn từ nước ngoài. Vâng, về tác phẩm tiếp theo thì chúng ta biết rằng trong ngày 30 tháng 4, trong những ngày tháng 4 lịch sử thì chúng ta thường nghe những cựu chiến binh trong đoàn quân giải phóng kể về câu chuyện của mình, thường đọc về những chiến dịch mà cuối cùng là chiến dịch Hồ Chí Minh toàn thắng. Vâng, nhưng chúng ta cũng biết rằng ở đâu đó còn tồn tại những nhân vật
những câu chuyện, những cảm xúc không có trong những hồi ức, hồi ký, những câu chuyện kể của chúng ta. Đó chính là một từ mà tôi nghĩ rằng là đây là đầu đề của tác phẩm. Tôi cho rằng họ dùng một cái từ rất là đắt, đó là bên tháo chạy. Thưa quý vị và các bạn, trong đêm mùng 2 tháng 5 năm 1975, Thượng tướng Trần Văn Trà có trao đổi với ông Dương Văn Minh và một câu nói để đời của Thượng tướng Trần Văn Trà khi đó. Đó là: giữa chúng ta không có kẻ thua người thắng, chỉ có dân tộc Việt Nam thắng Mỹ. Đó là một câu nói chan chứa nghĩa tình, và tôi nghĩ rằng nó đúng, đúng mãi. Và câu nói này thì rất tiếc ít được nhắc đến, hơn là câu nói triệu người vui thì cũng có triệu người buồn. Câu nói này hiện nay thì tôi nghĩ rằng cũng còn nhiều tranh cãi, còn nhiều tranh luận, còn nhiều bàn luận, còn nhiều vấn đề xung quanh nó. Và trong cái buổi nói chuyện hôm nay thì chúng ta sẽ không đề cập đến. Và tôi muốn cho niềm vui của mình trọn vẹn hơn, thì đó là: trong chúng ta không có kẻ thua người thắng, chỉ có dân tộc Việt Nam thắng Mỹ. Và tôi nghĩ rằng đó là một câu nói đầy đủ một cái chốt cuối cùng của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của nhân dân ta kéo dài 21 năm. Thưa quý vị và các bạn, cho đến bây giờ đã 45 năm trôi qua, nhưng mỗi khi tháng 4 đến thì những câu chuyện ở trên mạng lại rộ lên. Và nếu quan sát kỹ một cách biện chứng và thực tế thì chúng ta thấy rằng đại đa số nhân dân Việt Nam đều hân hoan với ngày nghỉ lễ của mình và được gọi rằng đó là ngày Tết chiến thắng. Từ Tết ở Việt Nam nó rất là hay, và chúng ta có tới 3 cái Tết: Tết Nguyên Đán, Tết Độc Lập và Tết chiến thắng. Có những người coi tháng 4 là tháng 4 đen, coi ngày 30 tháng 4 là ngày quốc hận. Thực sự đó là một sai lầm. Và để nói về những điều này sẽ mất rất là nhiều thời gian, và cũng sẽ rất là nhiều từ ngữ mới được đưa ra. Ở đây thì tôi nghĩ rằng chúng ta sẽ không bàn luận về vấn đề này. Tôi chỉ xin được đưa ra một vấn đề trong cái nội dung của hôm nay. Đó là chúng ta đã được nghe nhiều, tìm hiểu nhiều, mặc dù chưa đủ. Và cũng nếu mà tính tỷ lệ thì có lẽ còn khai thác rất lâu, không bao giờ hết. Nhưng dù sao thì chúng ta cũng đã được nghe nhiều, tìm hiểu nhiều về phía quân giải phóng. Cũng trong thời gian đấy, mùa xuân 1975, phía Việt Nam Cộng Hòa có một chiến dịch gọi là Chiến dịch Lý Thường Kiệt 1975. Chúng ta chưa có thời gian để tìm hiểu về chiến dịch này. Và có lẽ bởi vì nó không thực hiện được cái mục đích của nó, cho nên nó cũng không hấp dẫn đối với người muốn tìm hiểu và nghiên cứu. Tuy nhiên, tôi muốn giới thiệu đến quý vị và các bạn một tác phẩm. Ở đây thì tôi không muốn gọi như cách thức của một số người vẫn gọi là bên thắng bên thua, mà như chúng ta vừa trao đổi ở trên, Thượng tướng Trần Văn Trà đã nói rằng chúng ta không có kẻ thua người thắng, mà chỉ có dân tộc Việt Nam thắng Mỹ. Có nghĩa là thực ra thì phía bên kia với phía bên này bây giờ cũng không còn nữa rồi, không còn phía nữa. Vâng, không còn phía nữa, mà chỉ là cách nhìn nhận thôi, cách nhìn nhận về một sự kiện của một phía, nhìn từ một phía. Nếu mà nói như thế thì nó sẽ sát hơn, tiệm cận hơn với điều mà mình muốn trình bày. Ở đây tôi muốn giới thiệu một tác phẩm 30 tháng 4, phía những người tháo chạy. Tôi rất là tâm đắc với cái từ tháo chạy. Từ tháo chạy thì thực ra lại không được xuất phát từ phía những người cộng sản, mà từ tháo chạy lại xuất phát từ phía những người Việt Nam Cộng Hòa. Tác phẩm đầu tiên tôi nghe từ tháo chạy đó là khi đồng minh tháo chạy. Vâng, đồng minh đã tháo chạy rồi thì họ tháo chạy cũng là chuyện bình thường thôi. Và trong cái tác phẩm 30 tháng 4, phía những người tháo chạy, thì lời tự truyện của một người
lính Việt Nam Cộng Hòa, chính xác là một người sĩ quan. Tôi còn được giới thiệu một tác phẩm nữa là Tháng Ba Gãy Súng. Tuy nhiên tôi cân nhắc và có lẽ thời lượng sẽ chỉ cho phép mình được chọn một trong hai. Và tôi thấy rằng phía những người tháo chạy thì cái cuốn sách này có vẻ như phản ánh được nhiều thứ hơn và cái góc nhìn của nó rộng hơn. Tuy nhiên, tôi biết rằng khi mà phát tác phẩm này thì cũng sẽ gặp vấp vào một vài cái phản ứng của khán giả. Tôi cũng đề nghị quý vị và các bạn hãy trân trọng và khi comment thì các bạn hãy cố gắng thể hiện cái văn hóa của mình, văn minh của mình, tri thức của mình để làm sao Win-Win Việt Nam thực sự là một cái diễn đàn để chúng ta có thể trình bày quan điểm, tư tưởng, tình cảm của mình mà không ngại bị ném đá, không ngại bị những lời gọi là xúc phạm. Vâng, những lời xúc phạm. Và chúng ta hãy cố gắng để tới được một cái nơi mà điều gì cũng có thể chia sẻ với nhau được, nói được với nhau một cách chân tình. Thưa quý vị và các bạn, nội dung thứ hai mà tôi muốn chia sẻ đó là tâm sự của những người bạn từ nước ngoài. Buổi trưa hôm nay, tôi có nhận được một cuộc gọi từ Zalo của một người bạn từ nước ngoài. Người bạn sống từ Mỹ và thực sự là tôi rất cảm động. Ông tâm tư về câu chuyện Việt Nam đối phó với dịch Covid như vậy thì liệu những người Việt Nam có thu nhập thấp, cuộc sống có ổn định không? Có bị thiếu thốn quá không? Trong khi Việt Nam là một nước còn nghèo. Thực sự là chúng tôi rất ổn. Tôi chưa đi nhiều nước, nhưng ở Việt Nam thì có thể khẳng định là tôi đi rất nhiều. Miền xuôi, miền ngược, miền Nam, miền Bắc, từ những thành phố sầm uất, những khu du lịch vui chơi, giải trí, danh lam thắng cảnh. Thậm chí còn ít hơn là đến với những người đồng bào ta ở những vùng xa, vùng sâu, ở những nơi mà cuộc sống còn nhiều gian khó. Thì tôi khẳng định rằng trong lúc này chính phủ Việt Nam rất giữ lời hứa của mình, không để một ai ở lại phía sau. Có lẽ lúc này là lúc hơn bao giờ hết người Việt Nam rất là quan tâm và thương yêu lẫn nhau. Ở Việt Nam, một cái sáng kiến mà được thế giới cũng cảm thấy ngưỡng mộ đó chính là những cái cây gạo tự động gọi là ATM gạo. Và bây giờ thì những cái cây ATM gạo đó lại bị ế nữa. Bị ế, có những cái bài báo viết về những cây gạo ở thành phố Hồ Chí Minh bị ế. Vâng. Còn khi mà bạn không ổn thì hãy lấy, nếu bạn ổn rồi thì thôi. Thì có lẽ là đồng bào ta ổn cho nên những cây gạo đã ế rồi. Đồng bào của ta ở nước ngoài thì có rất là nhiều điều muốn biết về Việt Nam. Không phải ai cũng về được. Và khi về thì không phải ai cũng có thể đến được cái nơi mà mình muốn đến. Ở đây không phải là có sự cấm đoán, nhưng mà các bạn cũng biết đấy, kinh tế nó cũng quan trọng lắm. Ngay kể cả là những người ở Việt Nam hay ở bất cứ nơi đâu đều như vậy cả. Khi mà chúng ta đi thì đều phải có kèm theo kinh tế. Cho nên những cái băn khoăn, suy nghĩ của những người bạn, những người đồng bào ở nước ngoài tôi nghĩ có cơ sở. Trong câu chuyện của người bạn tôi thì cũng có một cái điều mà tôi nghĩ rằng cũng khá thú vị. Đó là người bạn tôi sống ở nước ngoài quá lâu rồi nên từ ngữ về tiếng Việt thì cũng có cái phần hạn chế. Theo như ông nói thì đó là có phần hạn chế. Và tôi nghĩ rằng là cũng đơn giản thôi, người ta quên đi nhiều chứ, hàng ngày không sử dụng thì rất dễ bị quên. Ông có thắc mắc là hình như tiếng Việt Nam bây giờ, nhất là tiếng ở ngoài Bắc, dùng từ nó hơi bị thô, nó không sang trọng. Tôi cũng giật mình và khá ngạc nhiên. Nhưng tôi biết là người bạn của mình có vấn đề về ngôn ngữ, cho nên tôi phải hỏi cụ thể là anh hãy đưa ra một cái dẫn chứng cụ thể. Thì anh ví dụ như là anh thấy rằng là người Việt Nam bây giờ dùng từ sân bay, trong khi trước đây thì anh ấy dùng từ phi trường. Chắc ở đây có ý của anh ấy muốn nói là cái từ sân bay thì nghe nó dân dã, nó nông dân, còn cái từ phi trường thì nghe nó văn học,
nghe nó có chữ hơn. Thưa các bạn, không phải như thế. Trong những năm dài Pháp thuộc, một thế hệ Việt Nam đã có rất là nhiều những cái từ, rất nhiều những cái từ từ Pháp, gọi là từ mượn. Khi Việt Nam mình không có được những cái từ để sử dụng nó thì người ta mượn cái từ của nước ngoài. Tôi ví dụ cái xe đạp không phải là xe của Việt Nam, cho nên là các cái bộ phận của cái xe thì nó hoàn toàn là tiếng Pháp hết. Ví dụ như là pedal, nan hoa, cùng với những cái từ đấy thì người ta lại dùng những cái từ khác, những cái từ rất là Việt. Người ta gọi bàn đạp chẳng hạn, không phải pedal mà người ta dùng cái bàn đạp. Lại còn cái gác đờ bu, rồi gác ba ga, đấy, đại loại những cái từ như thế. Nhưng mà sau này thì họ có thể không dùng những cái từ đó, họ dùng là cái bàn đạp, rồi cái đũa, cái tanh ấy, gọi là cái đũa. Những cái gì mà mình có thể thay thế được thì mình đều đã chủ động thay thế. Chúng tôi được học hành dưới bom dưới đạn vẫn học hành, và chúng tôi được dạy rằng hãy gìn giữ sự trong sáng của tiếng Việt. Tôi còn nhớ là những người đi học nước ngoài về, mặc dù là họ đi tới 7 năm, ngày xưa đấy, đi học là đi tới 7 năm, nhưng về tới Việt Nam, họ vẫn nói tiếng Việt Nam và vẫn phải dùng những cái từ mà chúng tôi dùng. Bởi vì cái số lớn nó áp rất là mạnh. Các bạn để ý thì sẽ thấy rằng là những người ở Việt Nam, ở miền Bắc, năm 1954 di cư vào Nam thì họ có một cái cách nói, họ đem nguyên cái văn hóa năm 54 ở phía Bắc vào trong Nam. Đấy là dùng tiếng Pháp. Họ không gọi bằng tôi với anh mà họ xưng là toa với moa. Các bạn để ý, ông Cao Kỳ, ông Dương Văn Minh, những ông đó là đều là từ thời Pháp, thì ông ấy đều nói tiếng Pháp. Trong cái câu nói thì có chèn vào những cái từ như vậy. Thế rồi tôi rất là ngạc nhiên là ở phía Bắc, giáp biên giới với Trung Quốc, nhưng từ Hán Việt được sử dụng rất hạn chế. Cái gì không thể thì mới dùng, còn cái gì có thể thì dùng tiếng Việt và thuần Việt. Dường như là trong một cái thế hệ như thế hệ chúng tôi thì điều đó đã được giáo dục. Và có thể là bây giờ những người bạn cùng thời tôi, có thể là bài học của thầy, của cô thì không còn nhớ nữa. Nhưng mà nó đã trở thành một cái phản xạ, thành một cái thói quen, đó là cái ngôn ngữ. Tôi cũng nhận xét thấy rằng là những anh chị cô chú mà sống ở nước ngoài nhiều năm, khi quay trở về Việt Nam thì cái ngôn ngữ tiếng Việt nó bị dừng lại từ năm 1975. Năm 2018 tôi có sang Mỹ. Tôi không còn nhớ đấy là một cái nơi nào, nhưng mà vào một buổi chiều muộn, chúng tôi dừng để ăn tối ở một cái quán người Việt. Đấy là một cái nơi mà tôi có cảm giác là hình như không có người ở. Xung quanh không có người ở, chỉ có những cái cửa hàng ở cách nhau. Và khi vào trong đấy rồi thì bỗng nhiên là thấy giống như là mình ở một cái vùng rừng núi hay là hoang mạc. Chỉ có một cái ngôi nhà của mình thôi, còn xung quanh trời đất nó tối thui vào. Ở trong quán thì rất là đông, nhộn nhịp. Và ở cái băng đĩa của chủ quán cất lên những cái bài hát trước năm 1975. Tôi cảm thấy hình như không gian ở đó đã ngưng lại từ năm 1975. Và trong lòng tôi có một cái nỗi niềm thật sự là rất khó tả. Một cái nỗi thật sự là rất khó tả. Tôi nghĩ rằng nó hơn cả một cái niềm thương. Nó là một cái gì mà tôi không phân tích nổi. Tôi chỉ muốn ôm những người đồng bào của tôi lúc đó. Và tôi không muốn họ như vậy. Cuộc sống thì nó vẫn tiến về phía trước. Trái tim thì vẫn đập. Và dòng nước thì vẫn chảy xuôi. Không có lẽ gì tất cả lại đóng băng lại trong một cái khung cảnh như vậy. Quay trở lại câu chuyện ngôn ngữ. Vâng. Thì tôi vừa nói về cái biên giới ở phía Bắc. Chúng ta giáp biên giới với Trung Quốc là ở phía Bắc. Nhưng người phía Bắc
thì lại rất ít, rất hạn chế trong việc bị ảnh hưởng bởi ngôn từ của người Trung Quốc, kể cả từ xưa chứ không phải bây giờ. Từ xưa thì như tôi vừa chia sẻ là ảnh hưởng bằng tiếng Pháp, toa moa, đại loại như vậy. Thế và sau này thì thời của chúng tôi học tiếng Nga, nhưng mà ảnh hưởng cũng rất ít. Đến bây giờ thì cũng có một vấn đề mà tôi nghĩ rằng cũng cần phải, có một lúc nào đó cần phải xem xét một cách nghiêm túc một chủ đề. Đó là tiếng Anh. Những cái câu từ đơn giản nhất của tiếng Việt hoàn toàn có, nhưng lại được dùng kể cả xuống đến tầng lớp lao động, những người dân, y như là ngày xưa tiếng Pháp vậy. Ví dụ như là ship đồ, mình chuyển mà, chị chờ em một chút rồi em ship lại, em chuyển lại được mà, sao phải em ship? Em book vé, em đặt vé được mà, book vé. Và rất là nhiều những cái từ kiểu như thế, rất là nhiều, tôi nghĩ là như vậy. Thì có lẽ nếu như chúng mình không một cách nghiêm túc thì sẽ đến một cái lúc mà một cái câu như tôi đang nói như thế này bỏ ra thì có lẽ đó sẽ rất ít từ tiếng Việt. Giao thoa văn hóa rất quan trọng, nhưng mà cũng phải xem xét. Quay lại đến câu chuyện mà người bạn của tôi nói về phi trường, tôi rất ngạc nhiên. Những người Việt Nam Cộng Hòa suốt ngày nói là cộng sản bưng bô, tức là bưng bô tổ cộng, rồi là nô lệ tổ cộng, rồi vân vân, rất là nhiều. Ý là lúc nào cũng sợ bọn tàu, rồi lúc nào cũng bị nó bắt nạt, rồi lúc nào cũng phải nịnh bợ nó, rồi vân vân. Nhưng mà khi mà đọc các cái văn, ví dụ những cái cuốn sách thì thôi nhà văn cũng không kể, nhưng mà trong các văn bản, đặc biệt là những từ quân sự, thì các bạn sẽ thấy, đặc biệt là những từ quân sự thì sẽ thấy là những cái từ Hán Việt rất là nhiều, chiếm rất là nhiều trong một cái tỷ lệ của câu nói. Ví dụ như bạn tôi nói là phi trường thay cho sân bay. Sân bay dễ mà, sao phải phi trường? Nói phi trường là phải giải thích với trẻ con nó mới hiểu đấy. Nhưng mà nói sân bay nó biết ngay là cái sân ở đó là có máy bay, rất là đơn giản và là tiếng Việt. Rồi một cái tàu thì nó có bên trái bên phải, giống như mình tay là tay trái tay phải, lại cũng phải hữu mới tả, tả mạn mới hữu mạn, đại loại như thế. Thì còn nhiều lắm. Hay giả sử như là hội nghị ba lê, hội nghị ba lê đấy là phiên âm tiếng tàu, chứ còn nếu phiên âm bằng tiếng mình thì nó là tiếng Latin, nó là Paris thôi. Tên riêng cứ tên riêng mà gọi. Vâng, tên riêng thì cứ tên riêng mà gọi thế thôi. Thế còn các bác lại gọi là ba lê hay là Hoa Thịnh Đốn, ví dụ như thế. Thì đó là cái cách phiên âm bằng tiếng tàu, và tiếng tàu các bác dùng rất là nhiều. Tôi còn nhớ một câu: tiếng Việt còn thì nước Việt còn. Và người Việt Nam mà không nói tiếng Việt Nam thì nói tiếng nước gì? Hello bonjour, xin chào. Cũng có nhiều lúc hello nó cũng vui mà. Nhưng mà khi nói chuyện nghiêm túc, tôi nghĩ rằng cần phải chọn những từ ngữ làm sao để cho thể hiện mình là một người Việt tự trọng. Như trước đây, trong cái cách dịch thuật, tôi cho rằng là cái cách dịch trước đây là nó chuẩn. Một cái bản dịch khi mà đến tên, giả sử tên riêng Fidel Castro chẳng hạn, là họ viết Phi gạch ngang Đen gạch ngang Cát X chữ X, chữ T và chữ Rô. Tức là những cái tên như vậy họ phiên âm ra Fidel Castro thành thẳng ra như vậy, thì người ta chỉ đọc theo cái phiên âm đó thôi, chứ không phải là như bây giờ. Cái cách viết của bây giờ là tiếng tên riêng cóp luôn cái tên bằng tiếng Anh để đưa vào cái văn bản tiếng Việt. Tôi cho như vậy không phải là cái cách, không phải là cái cách chuẩn mực. Cóp luôn cái bản tiếng Anh để đưa vào một cái bản tiếng Việt thì rõ ràng là nó rất khập khiễng rồi. Anh phải có một cái bản dịch, đã dịch nghĩa rồi thì cái phần đó cũng phải dịch âm luôn, phải có một cái phiên âm để người ta có thể phát âm được. Rất nhiều bạn sẽ cười cho rằng vì tôi không biết tiếng Anh,
Tôi cũng định đi học tiếng Anh đấy, tôi học ngoại ngữ, nói thật cũng được đấy. Nhưng mà không riêng ngoại ngữ, mà tôi nghĩ rằng bất cứ cái gì khi mình muốn thì nhất định là làm được. Nhưng mà trái tim của mình mách bảo muốn thì là được. Trái tim mách bảo và khối óc chỉ vẽ, chúng ta cố gắng thì sẽ làm được. Nếu tôi học tiếng Anh, tôi nghĩ rằng tôi cũng học được. Nhưng mà thời gian đối với tôi còn quá ngắn và tôi muốn tranh thủ làm được thật nhiều video càng tốt, giữ lại giống như là một cái tài sản để lại của mình, một cái kho báu mà mình có thể cố gắng được. Thưa quý vị và các bạn, câu chuyện về tiếng Việt là như vậy. Chia sẻ với các bạn về cái cuộc sống của người Việt Nam và mong các bạn tin rằng chúng tôi ổn. Trong những cái ngày cùng với cả thế giới chung tay chống dịch này thì ở Việt Nam có những cái tin vui và cũng là có những cái mà tôi nghĩ rằng người Việt Nam hoàn toàn có quyền tự hào. Ví dụ như chúng ta vừa được biết rằng là cái bộ test kit của mình là đã được châu Âu đánh giá là đạt tiêu chuẩn châu Âu, và như vậy là chúng ta có một cái bộ hỗ trợ y tế để có thể xuất khẩu, có thể giúp đỡ một nước nào đó đóng góp vào với thế giới. Ở trước đây thì cũng có nhiều bạn cứ nói rằng là mình thì nghèo rồi, chẳng làm được cái gì giúp cho quốc tế cả, không góp được cái gì. Thì đến bây giờ thực ra là chúng ta cũng đã có đóng góp phần trách nhiệm của mình rồi. Và trong cái riêng cái dịch Covid này thì Việt Nam đã có rất là nhiều nhiều điều khiến cho thế giới ngạc nhiên, ngưỡng mộ. Tôi thì cũng không loại trừ trường hợp những người nói thế này thế kia, thì thực ra thì cái đó cũng là tự do thôi. Các bạn hoàn toàn có quyền tự nhủ, hoàn toàn có quyền thấy rằng là mình xấu hổ, còn chúng tôi vẫn tự hào. Và như vậy, hướng tới 30 tháng 4, tôi cũng rất muốn và kêu gọi khán giả của Win Win Việt Nam để lại những lời bình luận của mình, với thể hiện chủ nhân của nó là những người có văn hóa, có kiến thức, có tri thức và là những người tự trọng. Bây giờ đã sắp hết tháng 4 rồi, trên Biển Đông thì vẫn đang diễn ra những câu chuyện co kéo, vẫn có những cái cuộc đuổi bắt, té nước, đâm húc và rất là nhiều câu chuyện. Và cũng là lần đầu tiên, như là quý vị và các bạn biết, lần đầu tiên Việt Nam đã đưa cái công hàm phản đối cái hành vi của Trung Quốc đối với những cái phần thuộc về chủ quyền của Việt Nam lên Liên Hợp Quốc. Và đó là một cái bước đi, tôi cho rằng là một bước đi cứng rắn, thể hiện quyết tâm và đáp trả một cách xứng đáng những cái hành vi của Trung Quốc trên Biển Đông. Và chúng ta thì tiếp tục tin tưởng và quan tâm theo dõi, hưởng ứng, ủng hộ chính phủ của mình trong cái vấn đề rất hệ trọng đối với đất nước. Công cuộc chống dịch như chống giặc của chúng ta bước sang giai đoạn chung sống an toàn với virus corona, và tôi cũng đang chờ đợi xem cái biện pháp để chung sống an toàn với nó như thế nào. Chúng ta phải sống chung sống khá là với nhiều thứ mà chúng ta không hài lòng, nhưng vẫn phải chung sống an toàn, bởi vì đó là một cái tự nhiên mà. Trong xã hội thì cũng có rất là nhiều tư tưởng, tình cảm khác nhau của những đối tượng khác nhau, và để an toàn cho xã hội thì chúng ta phải chung sống hòa bình. Con virus corona này nó cũng là một cái hiện tượng. Ở bây giờ thì có rất là nhiều những cái thuyết âm mưu, nào là nó từ cái phòng thí nghiệm này, từ cái phòng thí nghiệm kia, từ cái chỗ nọ chỗ kia, vũ khí sinh học ABC. Nhưng mà khi mà chưa có cái gì quyết định thống nhất cả, WHO chưa lên tiếng và chúng ta chỉ là những lời đồn đoán, thì cá nhân tôi, và tôi cũng khuyên rằng các bạn cũng như vậy, hãy coi đó là kẻ thù chung của chúng mình. Và mỗi cá nhân hãy tự bảo vệ mình, mỗi gia đình hãy tự bảo vệ mình như lời kêu gọi của chính phủ. Mỗi gia đình, mỗi thôn xóm phải là một pháo đài, thì mỗi quốc gia cũng sẽ là một pháo đài. Và đừng hy vọng
vào một cái sự bảo kê của bất cứ ai. Trên Biển Đông cũng như vậy. Thưa quý vị và các bạn, một vài lời tâm sự như vậy. Xin kính chúc quý vị và các bạn những ngày nghỉ cuối tuần vui vẻ, an toàn và tiếp tục giãn cách thật tốt. Tiếp tục là pháo đài bảo vệ mình, bảo vệ gia đình mình, bảo vệ địa phương mình và bảo vệ quốc gia của mình. WinWin Việt Nam trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.